Đấy, bên này cũng là ruộng mía của mình. Bây giờ dân ở đây nó chuyển cái đất làm ruộng sang trồng mía hết rồi. Không còn đất ruộng nữa. Cái này tầm 1-2 tháng là người ta bán dần, bán dần đấy. Phía xa bên bên đường kia vẫn có đây, bên đường kia có đây, đang vẫn trồng này. À, phía xa xa kia có một anh được chở mía đi bán rồi. Cho người ta đến đây mình quay nhá. Anh nghe chuyện mía đi bán rồi kìa. Cái này chắc chắn là cây 10.000, 15 hoặc 20.000 đấy. Đám mía bên kia rất là tốt này, đám bên này. Đám bên này. Tốt chưa? Chăm được là tốt lắm. Đám bên này không tốt bằng, cái này không có thời gian chăm đây. Đám bên này rất tốt này. Đám mía này mấy chục triệu ấy.